Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ review tiếp cái con kêu bằng bây giờ nó thành robot lau nhà nha mọi người. Mình đã gắn thêm cho nó một cái chiếc xe điều khiển công nghệ cao và một chiếc xe điều khiển cái này là cũng động cơ cũng mạnh lắm mọi người. Kéo được hai cái bằng lau cho nên là bây giờ mình chỉ ngồi một chỗ, mình bấm cái điều khiển này là cái lau nhà nó sẽ lau vòng khu vực nhà, nhưng mà nó chỉ lau được cái khoảng vùng mà trống rộng của nhà thôi nha mọi người, chứ chỗ bàn ghế hay là mấy cái chỗ mà nó góc ghé góc góc hẹp quá thì cái con này nó vô không được, nó vô là nó sẽ bị mắc kẹt lại. Nó chỉ lau được một cái vùng rộng thoáng thoáng của nhà thôi, chứ nó vô mấy cái hẻm hóc rồi nó sẽ bị mắc kẹt nha mọi người. Cái con xe này nó mạnh cho nên nó mới đủ lực kéo của cái bàn lau này. Tuy nhiên mình cũng phải điều khiển, cũng không có theo ý mình được rồi, cũng phải nương nương theo cái con robot này. Và giá của cái này nó đã lên tới 2 triệu đó nha mọi người. Tại vì cái con xe này là em mình mua, nó không có xài nữa. Mua xe mà nó có thể điều khiển được bằng tay á mọi người, gắn cái đồng hồ lên tay điều khiển á. Nhưng mà cái đồng hồ đó mắc rồi cho nên mình điều khiển cái này. Cái xe này trước đó em mình mua hình như là ship về luôn là khoảng 700k, 700 ngàn. Cho nên là cái này nó lên gần 2 triệu luôn mọi người. Thô sơ thôi nhưng mà động cơ này kia đồ cũng êm, cũng hơi khá mắc ha mọi người. Mình thay bình, và một điểm thay đổi đó là mình thay bình bằng cái pin gắn trên đó mọi người. Cổ cục xanh xanh gắn ở trên đó, kẹp đó là mình thay bằng pin, nó cũng khá mạnh mọi người, lau cũng khá lâu nha. Nói chung là ok hơn cái chuyến trước. Chuyến trước thì mình phải cầm tay mình đẩy kéo, với lại cái bình nó cũng mình xài cũng lâu rồi đó, bình cũ nó cũng mau hết cho nên là xài pin này nó nhẹ mà nó lau được thời gian lâu nha mọi người. Bây giờ mình sẽ điều khiển cái con lau nhà này đi vòng vòng nhà nha mọi người. Đó, mình muốn lau chỗ nào mình cứ đẩy tới chỗ đó, nhưng mà cái khúc rìa này nè mình không có dám cho nó đi xa quá, đi vòng vòng thôi để đi xa quá nó lật xe luôn mọi người. Nói chung là ngồi ngồi ở đây mà điều khiển cái này lao vòng vòng cái khu này hiện nó cũng, cái này lao sạch lắm nha mọi người. Nó mình thêm giặt xà bông lau nhà đồ cái nhà mình nó bóng lắm. Cái bàn lau hai cái này lau sạch lắm, chỉ cần điều khiển thôi nha mọi người. Nói chung là cũng ok rồi đó, nhưng có điều cái điều khiển này nó cũng không có theo ý mình được, với lại nói chung là cũng được đó, nhưng mà mình muốn bẻ lái đi đâu thì cái con này mình phải phải coi tình hình nó bẻ lái được không mình mới lái được. Còn như như mình muốn lái tới đó là mình cũng phải từ từ, chứ không có muốn lái tới đó là mình lái tới đó được nha mọi người. Nhưng mà nói chung là lau là nhà sạch thoáng mát luôn mọi người, mà khỏe chân tay nữa. Chỉ có điều tốn điện thôi, không biết tháng này tiền điện nhiêu nha mọi người, nhưng mà lau nhà thì cũng đỡ được chút mọi người. Mình còn cái lau bằng điện nữa cho nên là lau nhà mình sử dụng bằng máy không nha mọi người, hơi hao điện xíu, mình đỡ tốn công sức lao thôi, tốn thời gian lao thôi. Bây giờ mình sẽ điều khiển cho cái con này nó chạy vòng vòng thôi mọi người. Chung là cũng ok nha mọi người.
cái xoay vòng tròn này thì cái con xe của mình nó tự xoay chứ mình không có xoay, mình chỉ bấm tới lui với tùy lúc mà mình điều chỉnh rồi. Lao khá nhẹ nhàng nha mọi người, với lại cái chỗ mà lao mới lao rồi á có nước trơn á, cái xe của mình nó chạy nó cũng bị trơn bánh nha mọi người, cho nên nó kéo hai cái này nó cũng bị giảm lực đó. Giờ thì việc lao nhà của mình nó cũng khá là nhẹ nhàng, chỉ lao được cái khu trống thôi. Sẽ cho nó chạy vào trong nè. Xong mà nó sẽ xoay vòng lại, nó tự nó xoay vòng. Bây giờ nó xoay qua, xoay ra thì mình sẽ điều khiển cho nó thẳng tới, nó sẽ chạy ra đây nè. Mình cứ cho nó chạy vòng vòng nhà vậy đó. Sợt lắm nha mọi người. Ok nha. Nhà xong sập nước nha mọi người. Ok, trước mắt thì cái máy lau nhà của mình là vậy là tạm ổn rồi mọi người. Mình gắn thêm hai cái cây này nữa nè, để mình định gỡ cái xe này ra mọi người, để mình cầm mình lau cho nó mấy cái góc này á. Nhưng mà mình thấy gắn cái điều khiển vô nó tiện hơn mọi người, khỏi cần đi vòng vòng nó cũng mỏi giờ á. Hai cái hộp số này là hộp số của xe điện ô tô mình, hộp số của xe điện ô tô mà nó bị hư cái cổ lái rồi, béo trái phải không được, mình gỡ ra mình lấy xong mình gắn cái bằng lao rồi mình lao mọi người. Cái này trên mạng hình như bán 100 mấy mọi người, khoảng 120 một cái hộp số. Mình sẽ để cái đường like bên dưới video cho mọi người tham khảo mọi người. Xong rồi mình chỉ cần gắn bên này kia hay là ok, bắt ốc rồi mọi người. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video review lần sau của mình nhé. Thấy cái gì hay hay thì mình sẽ review cho mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh và đón xem những video review tiếp theo của mình nha mọi người. Bây giờ thì mình và cái máy lau nhà này xin chào. Xin chào tạm biệt mọi người. Mình sẽ không cần phải lau nhà nữa mọi người, có máy lau nhà được rồi, nó sẽ tự lau.